Chào các em, rất vui khi được gặp lại các bạn nhỏ trong video ngày hôm nay. Hôm nay anh Hưng xin giới thiệu đến các bạn một món ăn mới xuất hiện tại cửa hàng anh Hưng. Đấy là kẹo trái cây hoa quả. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là bên trong nồi kẹo này sẽ có những gì và vị của kẹo này sẽ như thế nào nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đã nhìn các bạn nhìn này, trên đây có ghi là kẹo trái cây. Đấy, được sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên ngoài có một bạn nhỏ rất là xinh xắn đang tươi cười. Đây có một anh chàng trai này trông rất giống các anh ở trên nọ sữa Cool nhá. Bây giờ chúng mình cùng đi bóc xem là bên trong cái nọ như thế nào. Bên ngoài thì anh thấy là nọ bằng nhựa này, rất là cứng cáp nên là thuận tiện cho các bạn có thể đựng kẹo vào trong này và bỏ túi, mang đi đâu cũng được, rất thuận tiện và bảo quản được sạch sẽ nữa. Chúng ta cùng bóc nhé. Các bạn sẽ thắc mắc là hôm nay làm sao anh Hưng lại có hai cái tai thỏ trên đầu này. Anh dùng một hiệu ứng cho nó vui nhộn cho các bạn nhìn nhớ thích nhá. Mình có bóc một chút mãi là chưa được này, rất là chắc chắn. Và quán như thế này thì kẹo của mình sẽ không bị hỏng. Anh Hưng xin giới thiệu với các bạn hai bạn cùng đồng hành với chúng mình ở trong video này là bạn Tít và bạn Mít nhé. Hai bạn sẽ xem chúng mình có kẹo gì. Anh tìm ra cách là mình sẽ bóc ở dưới lên này, ở dưới nó sẽ có lỗ hổng này, mình bóc này. Ngoài cái lớp ni lông thì bên trong cái nọ kẹo này nó sẽ có màu trắng nha, màu trắng lát màu đỏ. Mình sẽ bỏ ni lông ra đây, bỏ cái vỏ ra đây và trước mình sẽ bỏ vào thùng rác nhé. Các bạn nên nhớ là chúng ta phải bỏ thùng rác để tránh làm bừa nhá. Anh sẽ mở kẹo ra này, anh đổ ra các bạn xem nhá. Kẹo màu tròn rất là đẹp này, anh nhìn thấy có rất nhiều màu sắc, chúng mình có thể vừa ăn kẹo vừa học màu sắc nhé. Anh sẽ chỉ cho các bạn này, đây là viên kẹo màu da cam này, đây là viên kẹo màu đỏ này, đây là viên kẹo màu nâu và đây là viên kẹo màu xanh nước biển. Chúng mình sẽ cùng đếm, học số đếm bằng những viên kẹo này nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là chúng mình đã đọc được từ số 1 đến số 10 qua cái những viên kẹo này. Bây giờ anh sẽ ăn thử xem là những viên kẹo này có vị gì nhá. Xem là màu khác nhau thì kẹo nó có khác vị nhau không. Hai bạn Tít và Mít có ăn không? Hai bạn chỉ xem thôi, không ăn được. Anh sẽ ăn nhé. Kẹo có vị ngọt nhưng mà cũng có vị chua chua của C nhá, rất là ngon. Anh sẽ thử viên kẹo màu đỏ. Đây, viên kẹo màu đỏ này, xem vị viên kẹo màu đỏ giống viên kẹo màu cam anh vừa ăn không. Và anh sẽ cắn ra cho các bạn xem bên trong có màu gì nhé. Lớp bên ngoài là màu đỏ, còn bên trong là màu trắng nha các bạn. Bên trong là màu trắng. Vị của các viên kẹo này giống nhau nha các bạn, tất cả đều như nhau. Wow, rất là ngon. Anh ăn mất mấy viên rồi? Anh ăn mất 3 viên, còn 7 viên. Anh sẽ bỏ vào đây và để dành mai anh ăn tiếp nha. Vậy là anh đã cho các bạn thấy nọ kẹo trái cây có những gì và bên trong vị của kẹo ra sao.
Bên trong sẽ có 10 viên kẹo hình tròn này, màu sắc khác nhau rất là sinh động này. Vị của kẹo thì ngọt ngọt chua chua, rất là ngon, nhiều vị C. Anh thấy là ăn cái kẹo này vào thì một là các bạn sẽ bổ sung được vitamin này, nhưng mà các bạn tránh không được ăn vào buổi tối nhé. Và nếu mà ăn thì chúng ta nên đánh răng sạch sẽ trước khi ngủ để tránh bị sâu răng nhé. Video của anh đến đây là hết rồi. Xin hẹn gặp lại các em vào video sau. Nhớ like và share đăng ký kênh của anh để tiếp tục đón xem những video tiếp theo của anh, xem anh review những món ăn mới nhé. Xin chào và tạm biệt các em. Bye bye.